Hello anh em ạ, thì một lát nữa thôi, tối nay mình sẽ nhận một cái chuyến hàng từ trên Hà Nội về để chuẩn bị cho dự án 2022 mọi người nhé. Tại vì sao mà mình lấy cái hàng này luôn, có thể nhiều bạn bảo là sớm quá, tại vì là Tết, dịp Tết đầu năm rồi cũng như là cuối năm gần Tết âm lịch ấy, người ta sẽ không vận chuyển cũng như là vận chuyển rất là khó khăn đấy. Nên mà hôm nay mình sẽ lấy một cái món hàng này để chuẩn bị cho những dự án tiếp theo anh em nhé. Thì các bạn cùng theo dõi video của mình nhá. Đấy anh em ạ, về vlog của mình hàng ngày thôi. Thank you.
mà nếu là như thế thì kiểu là phúc thì chết bố thôi. Bố bây giờ đi làm bộ con này thì không có tiền thì phải chết à. Còn giờ dịch bệnh khó khăn thế này. Cái này nó muộn rồi, nhân viên đã về hết rồi. À, tí nữa lấy một cục về cho chim anh với lại Hà thối nặng. Đây các bạn, đây là cái đất của chúng ta nhé, để cho dự án tiếp theo đầu năm tới này anh em ạ. Hơi mệt, đây là 2 tấn đất thì có một chiếc xe. Ok. Vâng. Em cảm ơn nhá. Anh em ạ, đấy. Vâng. Tí nữa sẽ phải di chuyển vào trong nhà mọi người ạ. Hơi này là mấy thằng kia nó đi chơi hết rồi. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Đấy các bạn, vừa rồi xe người ta chở cho mình nhé. Đây là đất. Thì mình hôm nay ra hỗ trợ mình luôn này mọi người ạ. Mình quay cho anh em xem một lúc. Ra. Đất sét bác. Vâng. Đất gốm bác ạ. Vâng. Đất này gốm lấy ở Đông Kiều à? Không, gốm này cho lấy trên Hà Nội. Gốm hai Bát Tràng à? Vâng, gốm Bát Tràng. Hôm nay làm gì? Cháu làm xe. Xe này thì đi thi đéo. Xe cho xe gì thôi, kiếng thôi. Hoặc là Toyota hoặc là vâng. Hoàng Khoa chứ. Cháu xe kiếng mà. Ok anh em nhé, thì là bọn mình đang chuẩn bị cho những dự án đầu năm tới này. Sau Bugatti thì hôm nay là tối rồi, nhanh tranh thủ là chuẩn bị đồ đạc cho năm mới để cùng chiến với mọi người nhé. Giò luôn. Bị hai cục luôn nữa à, chú. Đấy các bạn, thì cho cái sản phẩm năm tới là mình đang nghiên cứu là làm một con Ferrari hoặc là một con Lamborghini. Với lại một cái sản phẩm mà mình đã công bố cũng như là bị tiết lộ rồi ấy, là con Pagani Huayra. Một con Pagani Huayra là chắc chắn rồi. Và mình sẽ sang năm 2022 bọn mình sẽ làm song song các dự án khác nhau, Lamborghini hoặc là Ferrari. Anh em thích con nào anh em có thể comment ở dưới phần bình luận của video để cho mình xem được ý kiến của anh em. Xu hướng là anh em thích con xe nào thì bọn mình biết đường, bọn mình sẽ chuẩn bị cho một năm mới. Ok anh em nhé. Thì hôm nay là buổi tối mọi người ạ, không phải là giờ làm việc nhưng mà bọn mình đang chuẩn bị đồ đấy. 7.000 một cân. Vâng ạ, chỗ này là 2 tấn. Vâng. Ôi, vừa rồi là 2 triệu đấy chú ạ. Bọn cháu phải đàm phán lại đấy. 2 triệu tiền vận chuyển thì đàm phán lại mới có 1.2 triệu đấy. Tại vì bọn mình mới chở mấy lần trước mà mọi người ạ. Chở mấy lần trước người ta chỉ một lần là chỉ khoảng độ 600 đến 1 triệu thôi phải không? Và lần này bọn này đó là cái vận chuyển mới chốt mình 1 triệu anh em ạ. À nhầm, 1 triệu 1 tấn. Chỗ này 2 tấn là 2 triệu. Thì xe này không phải là xe khách mà là xe này xe hàng người ta tiện chuyến thôi. Thì tại vì cái gì cái cũng phải rõ ràng mọi người nhá, bọn mình lấy rất là nhiều rồi thì cái giá thành mình cũng am hiểu đấy. Với lại cái đầu gửi đấy, người ta bảo là tại lúc đầu là người ta chưa đàm phán trước nên là người ta cũng không đồng ý với cái giá này, nên là chúng ta đã đàm phán lại là 1.2 triệu cho 2 tấn đất này vận chuyển từ Hà Nội về đấy. Cái gì cái nó phải hợp lý mọi người ạ, hợp lý thì ok. Đầu tiên là bán 2 triệu cơ. 2 triệu ấy chú ạ, bọn cháu phải đàm phán đi đàm phán lại đấy. Dạ. Đất bác ạ. Vâng. Có bánh gì đâu. Vâng vâng. Ok anh em nhé.
Hết chưa? Hả? Vẫn còn à chú? Đấy các bạn ạ. Một đống của chúng ta đấy. Kiếm chưa? 2 tấn đấy. 2 tấn đất gốm cho dự án 2022. Đây tím mình đây. Vợ của kỹ sư. Anh em ạ. Đây mọi người đất nhá. Hết chưa? Hết rồi đúng không? Hết rồi. Còn viên cứ cùng vác cho nó vác. Hết sức anh em ạ. Đấy, khu vực kia là chén là đất chúng ta nhé. Hết sức. Đấy các bạn nhá, tối qua thì vừa vận chuyển 2 tấn đất này về cho những cái siêu xe tiếp theo của mình trong năm tới này để tiến hành mọi người nhé. Đây là khoảng 2 tấn đất của chúng ta đấy. Đấy. Thì ngày hôm nay là bắt đầu một tuần mới mọi người ạ. Đấy, tối qua muộn quá nhưng mà mấy chú cháu vận chuyển vào ok rồi. Thì ngày hôm nay bắt đầu một tuần mới. Thì bọn mình có hôm qua có vừa đăng một clip ở trên kênh chính của mình, kênh Nhất TV. Anh em có thể ghé kênh để ủng hộ mình nhá. Chi tiết đèn này nè, bọn mình vừa đăng lên kênh hôm qua xong. Thì ngày hôm nay vlog này mình cũng xin phép anh em là chưa công khai cái phần đèn này ở trên vlog mọi người nhá. Thì tránh ảnh hưởng đến kênh chính ấy, nên là mọi người thông cảm giúp mình đang che tạm như này nè. Thì các bạn có thể ghé kênh chính của mình để xem một cái video hoàn thiện rất là kỳ công cũng như là rất là hay ở trên kênh chính nhá. Mình đang sửa phần nóc này anh em, cái nóc này này, cái cây này rồi mình sẽ thiết kế lại một chút để dễ dàng cái phần kia, phần hộp kia anh em, gắn cho mình gõ nó, lấy gì gõ nó, đó rồi cái đấy, cái cây này phần đỡ trần kia mọi người, mình phải thiết kế lại, tại vì hôm trước là thiết kế kiểu này thì phải tháo cả phần cánh gió kia ra cơ, thì mới lấy được cái trần này ra, nhưng mà hôm nay phải thiết kế lại thì không cần tháo cánh gió mà lấy được trần ra. Đấy anh em ạ, thì hôm nay đầu tuần mới, chúng mình thì hôm nay có một chút việc nhé. Thì bọn mình sẽ cho anh em biết là cái công việc trong tuần này chúng ta sẽ làm cái gì. Thì lát nữa mình sẽ đi tiến hành là mua cái phần mica này về như mấy vlog trước mình có thông báo anh em. Mica để mình làm phần cửa, gọi là làm cái phần khuôn cửa trước tiên anh em nhé. Dùng mica, thì ở chỗ mình không biết người ta bán không, nhưng mà lần trước mình mua thì có loại mica kiểu ma kiện mica thì nó hơi mỏng một chút, tí mình ra mình xem cho có mica nào dày hơn hay không thì mình sẽ mua mọi người ạ. Mica này là một cửa này. Trong tuần này anh ạ, trong tuần này sẽ cố gắng thiết kế nốt cái phần cửa đi để sơn và nó cái phần vô lăng này này. Em nhé. Đấy là cái chỗ công việc chúng ta trong tuần này. Tí này mình sẽ tiến hành là đi mua mica các thứ anh em ạ. Thì còn cái phần đống đất này nhá. Thì dự án tiếp theo sẽ là một con siêu xe. Nói chung là mình sẽ chưa chắc chắn được là con xe nào. Thì bọn mình tức là mình sẽ song song một cái hai cái dự án trong năm 2022 mọi người nhé. Thì một cái dự án mà mình đã bị gọi là bị tiết lộ đấy,
đấy thì nó là con Pagani, nhưng mà song song con Pagani sẽ là một con siêu xe nữa, có thể là Lamborghini, có thể là Ferrari đấy anh em ạ. Hai hãng đấy, nó sẽ một, bọn mình sẽ sử dụng đất sét này làm một chiếc xe trong hai hãng đấy. Anh em thích con hãng nào thì anh em comment, và đó bọn mình sẽ hiện tại chưa tiết lộ. Thì có rất là nhiều những hãng xe, mẫu xe hay ho hơn, như kiểu nhiều xe hay lắm anh em. Lamborghini xe cũng hay, cũng đẹp, Lamborghini xe này, rồi thì LaFerrari anh em ạ. LaFerrari cũng rất là đẳng cấp, nhưng mà tại vì cũng có thể là mình sẽ lựa chọn LaFerrari nhỉ, tại vì LaFerrari cũng khá là đẹp mà kiểu ấn tượng. LaFerrari đấy, Lamborghini xe, Lamborghini SV cũng rất là đẹp. SVC thì trước kia cũng làm rồi, nhưng mà qua mình cũng rất là muốn làm lại một cái mô hình SVC như kiểu nó cái quy mô hiện tại, cũng như là sử dụng động cơ ô tô. Trước kia mình sử dụng động cơ xe máy với lại làm đường bìa đấy, thì nó không được gọi là không được kiểu chuyên nghiệp cho lắm. Còn hiện tại là mình đang cố gắng nâng cấp, đang cố gắng là hoàn thiện từng ngày, thì những cái sản phẩm tiếp theo của mình sẽ mỗi một ngày nó sẽ được cải thiện hơn, như cái sản phẩm Bugatti hiện tại của chúng ta anh em nhé. Đấy là vì thế là trong hai năm 2022 là chúng ta sẽ có ít nhất là hai dự án song song với nhau. Thì đương nhiên là mình sẽ có thêm một số anh em để hỗ trợ mình nữa mọi người nhé. Thì đây là phần đất này mình mua về trước Tết âm lịch, tại vì là gần Tết, sát Tết ấy, khoảng độ 1-2 tuần nữa thôi là sẽ xe khách chở Hà Nội các thứ về cho mình là không chở được. Với lại là cũng giá thành rất là đắt, đầu năm thì cũng vậy anh em ạ. Nên là mình có thể mua về trước như này để mình dự trữ ở nhà. Khi nào mà có thời gian, khi nào hoàn thiện con kia xong thì chúng ta sẽ có thể là tiến hành đắp con này luôn. Đây là cái lý do vì sao mà bọn mình đã ngày hôm nay đã lấy được đất về anh em nhé. Chứ nhiều anh em lại bảo là chưa làm xong Bugatti, đã đòi làm con khác. Đấy, đây bọn mình cứ phải chuẩn bị trước mọi người ạ. Tại vì còn mọi người còn công việc nữa cơ mà. Còn Bugatti của mình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Ngày hôm nay là ngày đầu tuần, cũng như là vừa trải qua 3 tuần làm việc vất vả ấy. Nên là hôm nay mình chỉ thông báo với anh em những cái kế hoạch, những cái công việc của mình là đang muốn làm trong tuần này, cũng như là dự định của chúng mình trong năm 2022. Đấy, những cái mẫu xe mà mình muốn làm một cái bộ trưng bày anh em nhé. Đấy, thì hiện tại là hôm nay thì mình chỉ quay một cái vlog vậy thôi, thì gửi tới anh em. Chắc là tí nữa cái này thằng em mình nó chỉ sửa kia xong thì hai anh em sẽ đi ra ngoài kia để mua Mika mọi người ạ. Mua Mika về làm cửa. Chú mình hôm nay thì buổi sáng có việc bận nhá. Đấy, mình thông báo với anh em. Đèn này thì ở trên kênh chính của mình có một video rất là hay, rất là hoàn thiện. Thì hy vọng là anh em qua kênh chính của mình để ủng hộ nhá. Còn bây giờ mình xin kết thúc clip ở đây để tiếp tục vào công việc. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Chúc mọi người một tuần làm việc và học tập và hiệu quả nhá. Bye bye mọi người. Bye bye.